Và các bạn. Dạ anh chào chị. Dạ anh chào chú. Cô chú này ở đâu tới vậy? Ở Sóc Trăng. Sóc Trăng. Chị với chú ở Sóc Trăng tới luôn trong buổi chiều muộn của ngày thứ 49 của cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Quá hay luôn, quá tuyệt vời luôn. Một vị khán giả từ Sóc Trăng. Quà quê hết trơn luôn. Quà quê. Này là bánh tráng à. Bánh tráng sữa. Phòng sữa ha. Quê Sóc Trăng luôn. Quà quê Sóc Trăng luôn. Quà quê. Dạ. Mình xôi là xôi nè. Quay cái xôi giùm cái xôi này, xôi nhà nha. Xôi nhà. Xôi nhà không có mua gì hết trơn. Đây là để lên luôn phòng chứ. Quá lên luôn, quá lên luôn. Bánh này luôn. Em thì mua đây. Dạ. Là mình từ Sóc Trăng lên đây luôn hả chú? Chạy thẳng lên đây luôn. Quá trời. Mà không. Quá tuyệt vời luôn. Chị mặc trong cái áo gọi là áo lam màu trắng quá đẹp luôn chị ơi. Chị rất là đẹp gái dễ thương. Một cái áo lam màu trắng mà cô Phật tử á, đẹp lắm. Hôm sáng là chị có hẹn mình rồi. Cho nên là mình đi ra ngoài đó ngoài á. Nhưng mà chị đi vô luôn đây luôn quý chú chị. Chị chạy thẳng ra luôn. Để nó đi cậy lên đó chị. Không để đốt giùm chị. Đốt giùm chị. Đưa đó cho anh dục cho hẹn chị rồi nhưng mà chị lên đây á là chị bánh bía này là của bánh bía Sóc Trăng luôn hả? Sóc Trăng, Sóc Trăng. Mà của quê bánh bía chay luôn. Dạ. Không biết là chị mến mộ hay là chị như thế nào mà từ Sóc Trăng lên đây luôn chị? Từ nhỏ là có nghe chú hát thương á. Nghe chú hát, dạ, quá tuyệt vời luôn. Chị có thể nhờ chú Tiểu đẩy cái đèn cày lên thấp luôn. Nghe nhàng cả. Dạ. Đưa em cầm cái đó cho, đưa cầm này cho. Chị muốn tháo ra cho chú một dạ. Cái hay sao? Ở đây chị có cái ly nhỏ, chị cũng gót miếng trà, bánh uống trà. Bánh uống trà. Thôi chị gót trực tiếp vô đây nè chị. Có cái ly của hôm trước em mua dùm cho một vị khách đó, có thể lấy ly này cũng được. Anh đã xoa lắm thôi, nó cháy nó không được. Phải đốt đốt cầm xoa. Tại vì nãy chú Tiểu có nhúng cái dầu hôi á. Rồi, dở lên vậy nè. Để lên sợ nó tắt á. Anh tắt đâu? Anh tắt xuống là nó lên đây. Rồi. Để nghiêng nghiêng nghiêng. Đúng rồi, để. Để cho nó cháy một tí đi ha chị. Dạ. Cháy dưới đi. Thôi. Sao sớm gần tới. Đúng rồi, tới thôi mới điện. Tới thôi. Anh đỡ rồi kia. Đi qua từ Sóc Trăng tới đây luôn. 48 phút. Không? Đúng rồi, coi theo cái bản đồ đó rồi đến nơi thì thấy nó xuống hơn á. Do mình chạy nhanh hơn. Chạy nhanh hơn. Chị Google chị không chạy không nhanh bằng mình. Đi hồi học từ Sài Gòn đi ra đây lúc khoảng gần 3 giờ, 2 giờ 40, 50 gì đó. Dạ. Có ghé Sài Gòn ha. Có. Theo kinh nghiệm của em là cháy chưa ta? Vậy là mình khỏi cho tắt được chưa? Đợi xíu đi, xíu nó đi cái cây nữa, vậy không cháy rồi. Cho nó cháy nhiều xíu đi. Cái cây tre á. Dạ, cháy cái ngồi hả chị? Vậy đó, là nó mới cháy cái tàn á. Mình phải đến đây để là dọn hoa. Buổi sáng này, buổi chiều đây chứ lộn xin cả nhà. Buổi chiều thì cái mâm lễ cũng khá là hoành tráng. Chị thì quê ở Sóc Trăng. Sóc Trăng thì có bánh bía, cái này là kẹo hả chị? Kẹo đậu phộng hả chị? Kẹo đậu phộng. Ở nhà mình làm hay là mình mua? Mua ngay lò luôn là mới làm ra. Vậy là sản phẩm này trong lò luôn ha, chứ không phải từ ngoài tiệm. Quá tuyệt vời. Chú Tiểu thì đang dọn dẹp cùng với lại ở đây là em Mạnh. Em Mạnh nè. Em Mạnh thì cũng làm ở đây cả nhà. Chú Tiểu lau dọn thay cái nước cho chị chăm trà. Chú Tiểu sáng buồn chị, nói cậu Năm bữa nay đi chú Tiểu buồn. Không biết chị ở Bến Tre chị tên gì chị? Ở Sóc Trăng chị tên gì ạ? Hả? Tên là Bảo Anh. Chị biết chú Tiểu không? Có coi biết chú Tiểu. Chú Tiểu hồi sáng rất là buồn. Biết. Nhờ cái YouTube hồi sáng mới biết là mua thêm nhang với đèn. Dạ. Dạ đúng rồi. Cầm cái bình đi. Chị chăm trà trước đi chị. Không sao chị mang nhé, mang. Đây, không có đâu, mang hết. Thôi. Thôi thì chị muốn kính trọng chú. Nó trà này chăm từ nhà luôn, em nghĩ chắc chăm từ nhà quá. Đúng không chị? Nãy chị nói là chị chăm nhà, chăm trà ở Sài Gòn.
Trà ở đâu? Trăm Trà ở Sài Gòn. Sài Gòn hả? Quá quý luôn cả nhà ơi. Chị muốn cho đặc biệt là trà mà bạn ô trà còn nóng luôn kìa. Ăn bánh có khói luôn á nha. Dạ cậu Năm ơi, chị ở Bảo Ánh hả? Chị Bảo Ánh ở Sóc Trăng có đem trà đến cho cậu Năm. Trà này uống vô dịch lắm á nha. À, cậu Năm uống trà nha cậu Năm. Tới đây mà còn nóng hỏi khói lên rồi thấy không? Chị ở cái nắp đó mình để được xíu mình để cho chú. Dạ. Wow, cái này có lẽ là trà Sóc Trăng đúng không chị? Rồi cho chị riêng, rồi cho chị một cái khoảng không gian riêng tư xíu đi. Dạ. Chạy theo cậu Năm không kịp đâu. Tôi thấy được gương mặt của chị khá là đẹp cả nhà ơi. Lấy cái đức của cậu thôi. Cậu rằng hát hay, tại vì mình hát cái cũng hay thôi. Hay bằng cậu. Chị đang khấn nguyện, đang rất là thành tâm. Có lẽ là chị đang hồi hướng cho cậu Năm Vũ Linh đó cả nhà. Ba cái nén hương rất là to. Ngày nay là ba nén hương, được ba nén hương như thế này nè cả nhà, được gửi đến cho hương linh của cậu Năm rất là nhiều. Ba nén hương này rất là to luôn. Dạ, chị đang rất thành tâm, không biết là chị đang khấn nguyện một điều gì đó cho cậu Năm cả nhà. Thì theo như em nghĩ là chị đang hồi hướng cầu nguyện, cầu siêu cho cậu Năm Vũ Linh được vãng sanh. Nó thì hôm nay cậu Năm rất là hạnh phúc luôn, được rất là nhiều khán giả từ mọi miền đất nước đến viếng cũng như là hồi hướng cho cậu trong cái ngày đặc biệt này, ở ngày 49, ngày mất của cậu, 49 ngày cậu mất ha cả nhà. Đó. Thì ở trên nhà của cậu, nhà riêng thì cũng có tổ chức một cái lễ cầu siêu cúng hồi hướng. Thì ở mộ thì cũng có khán giả đến rất là đông. Thì đây là những cái video, những cái clip mà thật sự là em chia sẻ đúng nhất và chính xác nhất tại mộ của cậu Năm trong cái thời khắc này. Giờ này cũng khoảng 5 giờ chiều rồi cả nhà. Đó, cả nhà thấy là mặt trời nó xuống núi rồi đó cả nhà, xuống hàng cây rồi. Rồi, chị thành tâm hả chị? Cả nhà thấy cái tay của chị không? Cắm lúc nào cũng hai tay nha. Em để ý là chị cắm hai tay cái kiểu là rất là thành kính đó cả nhà. Không biết là chị đang khấn nguyện gì cả nhà. Wow, em nghĩ đây là chị này là một gọi là tín ngưỡng của Phật giáo luôn đó cả nhà. Chị khấn nguyện rồi chị quỳ. Chị quỳ chị lại luôn đó cả nhà, rất là thành tâm nha, khấn nguyện quỳ lại rất là thành tâm luôn nè. Cả nhà thấy không? Rất là lâu luôn cả nhà. Và cái tay chị, cả nhà để ý cái tay của chị nè. Đó. Cả nhà để ý cái tay của chị ha. Rồi, đây là lại thứ ba. Không biết là chị này có cậu Năm có sức ảnh hưởng gì tới chị không, chị nhìn cái gương mặt của chị nè, chị sát luôn, sát đắt luôn cả nhà, nó sát đắt luôn, chị ấp sát đắt luôn và rất là lâu, rất thành tâm cả nhà. Quá trời tuyệt vời luôn, chị cũng đã khóc rồi, chị cả nhà ơi, chị nghẹn ngào khóc rồi. Dạ, chị có thể chia sẻ với khán giả vài câu được không chị? Chị có những cái kỷ niệm gì với cậu Năm không, mà em thấy chị khấn nguyện rất là lâu và cái kiểu chị
hồi hướng cho cậu Năm á, rất là thành tâm á, chị có thể chia sẻ vài điều không chị? Dạ. Ừ. Ừ. Chị cảm động rồi cả nhà. Chú có thắp nhang không? Dạ. Chị hỏi chú có thắp nhang không? Thắp nhang cho chú. Chị có chia sẻ là thật sự là ngưỡng mộ cái giọng hát là cái đó, nhưng mà từ cái giọng hát là cũng ngưỡng mộ cái giống như nhân cách sống của chú. Dạ. Chỉ vậy thôi hả chị? Chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng làm cho một khán giả thương cậu mà từ Sóc Trăng mà lên tới thẳng Bình Dương để viếng mộ cậu thiệt là quý quá luôn. Dạ. Chú giúp đỡ từ thiện. Dạ. Dạ. Chú giúp với vô điều kiện. Vô điều kiện, dạ. Dạ. Khi mà chị lên chị thấy mộ của cậu Năm như thế nào chị? Chắc là nãy giờ chị chưa có xem qua đúng không? Chưa. Bây giờ mời chị. Dạ rồi, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã quan tâm theo dõi video của em. Thì đó là cái video thực tế tại mộ của cậu Năm Vũ Linh vào lúc 5 giờ chiều rồi cả nhà. Chị ở Sóc Trăng, đi thẳng từ Sóc Trăng lên chỉ vì mến mộ và cái nhân cách sống, cái cuộc sống và con người của cậu lúc mà xin tiền á. Thì em cảm ơn chị luôn, chị rất là tốt đó. Và cái cách mà cung kính mà khi mà làm thắp nhang cho cậu á, rất là thành tâm luôn. Và em xin phép cả nhà tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cả nhà ở những cái video tiếp theo của em. Cả nhà hãy đăng ký kênh nếu chưa đăng ký ha. Và like, chia sẻ video em, ủng hộ em hay cả nhà. Để nhận được những video mới nhất của em thì hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo nha cả nhà. Em sẽ thường xuyên cập nhật những tin mới nhất và đúng nhất tại mộ của cậu Năm ngày ngày hôm nay nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dòng trở lại cái chiếc người này mình đổ chúng thanh pháp thì mình vẫn có thể quay lại được. Dạ. Cái thứ nhất là chị mong rằng là chú sẽ về cõi Tây Thiên. Dạ. Và sau này chú có thể là khi mà về Tây Thiên rồi chú có thể là đảo về đây để độ chúng sinh mình ở đây. Vẫn có thể làm được. Dạ. Dạ. Rất là ý nghĩa thì những câu nói của chị chia sẻ thì nghĩ rằng là bà con sẽ rất là quý khi mà chị đến đây từ lặn lội đường xa, từ Sóc Trăng lên đây thì đợi mấy tiếng chị? 5 tiếng. Quá xa. Phải 300 cây hơn đúng không chị? 5 tiếng rồi. 300 cây gần, khoảng 300 mấy. Gần nửa ngày á. Thì sau khi viếng xong thì mình về lại khách sạn để nghỉ hay là mình về luôn Sóc Trăng chị? Hiện giờ là khách sạn mà chị cũng đi công việc ở đây rồi tới sáng.